có một vị hòa thượng giả dẫn theo một tiểu hòa thượng đi thỉnh kinh. Trên đường đi, họ gặp một con sông nước chảy xiết. Bên bờ sông là một người phụ nữ trẻ đẹp, vẻ mặt lo lắng vì cây cầu gần nhất bắc qua sông đã bị gãy. Cô đang rất muốn sang sông nhưng lại không dám lội xuống dòng nước xiết. Không chút đắn đo, lão hòa thượng đã chủ động cõng người phụ nữ đó và đặt cô sang bờ bên kia rồi tiếp tục cùng tiểu hòa thượng lên đường. Chứng kiến việc ấy, chú tiểu cứ lăn tăn mãi. Chú biết nhà sư không được phép đụng chạm nữ giới, nên trong tâm chú khó chịu vì cho rằng thầy mình đã vi phạm giới luật nhưng lại không dám hỏi vừa đi vừa nghĩ cuối cùng không kìm được nữa tiểu hòa thượng nói sư phụ người phạm giới rồi sao người có thể cóng một cô gái qua sông khi lão hòa thượng nghe xong lý do khiến chú tiểu bực bội thì bật cười thầy nói ta đã đặt cô ấy xuống từ lâu rồi còn con đi một đoạn đường dài như vậy mà con vẫn cóng cô ta sao câu trả lời của lão hòa thượng giúp chúng ta hiểu rằng đôi khi chúng ta mang theo gánh nặng quá khứ với những cảm xúc bực bội tội lỗi cùng oán giận và thậm chí chúng ta còn cố làm cho nó nặng nề hơn nhiều so với thực tế bằng cách chấp nhận rằng những cảm xúc mạnh đó không hoàn toàn là cuộc sống hiện tại của mình và học cách buông bỏ chúng ta có thể giảm bớt áp lực cho bản thân và